Tướng Cao Văn Khánh, vị tướng có mặt trên mọi mặt trận, đề xuất tác chiến giải phóng miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong số các tướng lĩnh Việt Nam, tướng Cao Văn Khánh là một trong số ít đã tham gia chỉ đạo trực tiếp hầu hết các chiến dịch quan trọng nhất suốt trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Ông cũng là người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề tiến công tiêu diệt tập đoàn Cứ Điểm. Đây là cơ sở để xây dựng thành phương án tác chiến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Để hiểu hơn về vị tướng dày dặn trận mạc này, Chân Dung Lịch Sử mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Đôi nét về tướng Cao Văn Khánh. Trung tướng Cao Văn Khánh sinh năm 1917 tại Huế, trong một gia đình quý tộc trí thức của triều Nguyễn. Ông có ba anh trai. Ông Cao Văn Huy là hiệu trưởng nhiều trường ở Huế và Nha Trang. Ông Cao Văn Triểu rất gần gũi với Ngô Đình Diệm, từng là dân biểu Trung Kỳ, rồi Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục Hạ nghị viện Việt Nam Cộng Hòa, sứ thần Việt Nam Cộng Hòa tại Rome từ những năm 1970. Anh thứ ba là luật sư Cao Văn Tường, ba lần đắc cử dân biểu lập hiến và lập pháp Cộng Hòa, giai đoạn 1956-1963, đệ nhất phó chủ tịch Quốc hội. Thời đệ nhị Cộng Hòa, năm 1969, ông ta giữ chức Bộ trưởng đặc trách liên lạc Quốc hội, rồi Thượng nghị sĩ Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4 năm 1975. Ông từng học bằng cử nhân luật tại Đại học Đông Dương và tham gia phong trào hướng đạo Pháp. Cũng tại đây, ông có những tiếp xúc với một số trí thức trẻ nổi tiếng như Phan Anh, Đặng Quang Bửu. Ông lại không làm nghề luật mà trở thành một giáo sư tư thục dạy toán ở Huế và tiếp tục tham gia phong trào hướng đạo Trung Kỳ. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra, ông Cao Văn Khánh tham gia thành lập và là phó chủ tịch giải phóng quân Huế, với cốt cán chỉ huy ban đầu là học viên thanh niên tiền tuyến. Giải phóng quân Huế sau này đã sáp nhập với Việt Minh. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, ông Khánh tham gia hầu hết các chiến dịch với tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp chung của Tổ quốc. Điển hình là cả 4 chiến dịch lớn ở Quảng Trị: đường 9 Khe Sanh năm 1968, đường 9 Nam Lào năm 1970-1971, Quảng Trị năm 1972 và Cửa Việt tháng 1 năm 1973. Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh. Vị tướng có duyên nợ với Quảng Trị. Đối với Quảng Trị, tướng Cao Văn Khánh như có duyên nợ đặc biệt. Ông là tư lệnh chiến dịch đường 9 Khe Sanh, rồi tiếp là tư lệnh binh đoàn B-70 chiến dịch đường 9 Nam Lào giai đoạn 1970-1971 và là vị chỉ huy trận đánh cuối cùng tại Cửa Việt để giữ vững vùng đất giải phóng trước khi ký Hiệp định Paris. Khi mở đầu chiến dịch đường 9 Khe Sanh, tướng Cao Văn Khánh khi ấy mới chỉ là đại tá, tư lệnh chiến dịch là Thiếu tướng Trần Quý II, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là Bí thư Đảng ủy Mặt trận. Tướng Cao Văn Khánh là Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận. Nhưng giữa lúc chiến dịch đang diễn ra quyết liệt đến mức Mỹ đã tính tới kế hoạch dùng bom nguyên tử tại Khe Sanh, tướng Westmoreland đã cho thành lập một bộ phận bí mật chuyên nghiên cứu về khả năng sử dụng bom nguyên tử, chiến thuật trong trường hợp Khe Sanh thất thủ. Nhưng kế hoạch bị rò rỉ và bị nhiều thế lực phản đối. Đúng vào lúc đó thì tướng Trần Quý II lại bị chảy máu dạ dày và Bí thư Quân ủy Trung ương gọi điện cho tướng Lê Quang Đạo cử tướng Cao Văn Khánh thay tướng Trần Quý II. Ngay khi nhận được vai trò chỉ huy mặt trận thay cho tư lệnh về dưỡng bệnh, tướng Khánh đã họp với các sĩ quan tham mưu, nhấn mạnh con người mới là quyết định và chiến thuật vũ khí nào cũng có điểm yếu và lỗ hổng ở những nơi không ngờ nhất. Ông bình tĩnh phân công nhiệm vụ. Địch sẽ dùng sư đoàn kỵ binh bay số 1 và chiến đoàn dù 3 để giải tỏa Khe Sanh. Ta cần tận dụng mọi lực lượng hiện có, nắm chắc thời cơ tiêu diệt địch ngoài công sự. Bộ phận đang vây ép và vây lấn Tà Cơn, củng cố công sự, phải rũi vào sát hàng rào địch để hạn chế tác dụng của B-52, khống chế giam chân địch trong căn cứ. Những đơn vị cơ động phải luôn luôn sẵn sàng đánh quân đổ bộ đường không, triệt để cô lập sân bay Tà Cơn, đánh ngay khi chúng đứng chân chưa vững. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh, quân đội ta kiên trì với chiến thuật vây lấn áp sát để vô hiệu hóa máy bay ném bom và chặn đường máy bay tiếp tế. Trong cuộc đối đầu, ăn nhau ở sự kiên gan. Phía Mỹ đã bắt đầu rất sốt ruột và mệt mỏi. Thái độ chiến đấu lăn xả của quân giải phóng đã làm rung động đối phương. Tin của hãng AP ngày 2 tháng 2 năm 1968 viết: mặc cho bom đạn trút xuống như mưa, quân Bắc Việt vẫn bám trụ trong hầm hố giao thông Hào nhằm bắn các máy bay vận tải C-130 đang đến gần và pháo kích địa điểm hạ cánh.
lính thủy quân lục chiến sống sót bên trong căn cứ, tinh thần sa sút cực độ do bị pháo kích mỗi ngày, lính bị thương và chết trận không mang đi được. Lương thực và thuốc men tiếp tế từ 380 đến 400 tấn một ngày đã giảm xuống là 150 đến 180 tấn một ngày. Đầu óc họ luôn căng thẳng với 20.000 lính đối phương luôn túc trực ở ngoài, chỉ chờ lệnh là mở cuộc tấn công vào căn cứ. Họ phải thốt lên, sống ở khe xanh nào khác gì bị kết án ngồi trên ghế điện. Không chịu nổi sự tra tấn đó, Mỹ đã buộc phải rút bỏ khe xanh. Ngày 9 tháng 7, bộ đội chiếm giữ cứ điểm Đà Cơn, khe xanh hoàn toàn giải phóng. Cờ đỏ sao vàng tung bay dập trời khe xanh, hướng Hóa. Chiến dịch khe xanh đã hoàn thành nhiệm vụ nghi binh, thu hút lực lượng Mỹ hỗ trợ cho các chiến trường. Thắng lợi có khi còn quan trọng hơn là sau khe xanh, người dân Mỹ đã choáng váng. Họ chán nản với sự bạo tàn ngày càng tăng của cuộc chiến. Chính phủ Mỹ bị rúng động tận chân móng, còn chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì hoàn toàn bị động và chứng tỏ là không có khả năng tự bảo vệ. Vị tướng có mặt trên mọi mặt trận đề xuất tác chiến giải phóng miền Nam. Chỉ huy từ đại đoàn đến binh đoàn. Cuối tháng 6 năm 1973, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21. Đây là hội nghị cực kỳ quan trọng nhằm khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cuối cùng của chiến tranh, khẳng định quyết tâm giải phóng miền Nam bằng chiến tranh cách mạng của quân và dân ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hồi ức Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng đã viết: "Tôi tập trung suy nghĩ những vấn đề chiến lược trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh. Trực tiếp giúp tôi là các đồng chí Tổng tham mưu phó Lê Trọng Tấn và Cao Văn Khánh. Hai đồng chí từng chỉ huy đánh lớn, hai đồng chí gắn bó lâu năm trong nhiều chiến dịch, hai người bạn chiến đấu trung thực và chân thành." Ở thời điểm ấy, Trung tướng Phó Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Khánh có thể nói là người duy nhất trong số các tướng lĩnh quân đội đã từng chỉ huy chiến đấu từ đại đoàn đến binh đoàn chủ lực. Người chỉ huy chiến đấu binh chủng hợp thành, người có nhiều kinh nghiệm cũng là ông. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã có mặt trên khắp các chiến trường, khu trưởng chiến khu 5 năm 1945, đại đoàn phó đầu tiên đại đoàn 308 năm 1949, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Bộ Tổng Tư lệnh. Sự từng trải trận mạc, kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu những chiến dịch lớn, mà đặc biệt là sự thích ứng nhanh chóng với diễn biến chiến tranh để ông có các phương án tác chiến kịp thời hiệu quả. Từ kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm đầu, nhưng khi thời cơ đến, công tác tham mưu chiến lược phải đáp ứng nhanh và có đủ các phương án đánh địch kịp thời giúp Bộ Chính trị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Đề xuất phương án tác chiến, chiến dịch Hồ Chí Minh. Tướng Cao Văn Khánh là một vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông xuất hiện đúng lúc cùng với cuộc chiến tranh cách mạng 30 năm giải phóng dân tộc qua hai cuộc kháng chiến chống hai thế lực đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ 20 là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Một cuộc đối đầu lịch sử không cân sức, tựa như châu chấu đá voi, giữa một bên là quân và dân Việt Nam, với một bên là những đội quân nhà nghề chinh chiến có lịch sử lâu đời với những vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ. Phó Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Khánh có vai trò rất quan trọng ở Tổng hành dinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông đã chủ trì nghiên cứu đề xuất phương án tác chiến giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đêm ngày 15 tháng 3 năm 1975, Cục Quân báo phát hiện một hoạt động đáng chú ý ở Trị Thiên. Liên đoàn Biệt động quân 14 Việt Nam Cộng Hòa chuyển ra Quảng Trị, thay thế sư đoàn lính thủy đánh bộ chuyển phần lớn vào Đà Nẵng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận định, quân đội Việt Nam Cộng Hòa yếu hơn nhiều so với sự đánh giá của ta trước lúc mở cuộc tiến công. Kế hoạch 2 năm có thể rút ngắn, giải phóng miền Nam có thể sớm hơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem những suy nghĩ của mình trao đổi với các tướng Hà Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Cao Văn Khánh, Lê Hữu Đức và một số đồng chí khác trong Bộ Tổng tham mưu. Tất cả đều đồng tình. Cuối tháng 4 năm 1975, giờ phút quyết định đã điểm. Chiến trường Nam Bộ bùng lên như một cơn lốc. Ở Hà Nội, các cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh thường trực 24/24. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với các đồng chí Tổng tham mưu phó Hà Văn Thái và Cao Văn Khánh thường trực ở Sở Chỉ huy. Từ 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, trận tiến công Sài Gòn Gia Định đã bắt đầu. Lại một đêm nữa, cả Tổng hành dinh cùng thức với chiến trường, vì miền Nam, vì cả nước. Cục quân báo vừa nắm được tình hình địch mới nhất, Phó Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Khánh điện gấp cho các chiến trường. Có tin địch đã lệnh cho các tàu hải quân ở Cần Thơ, Đồng Tâm và Phú Quốc tập trung vào một địa điểm và một số tàu đổ bộ chuẩn bị đi sang đảo Guam. 78 máy bay của Ngụy đã chuyển đến Utapao.
theo dõi xem tàu hải quân có chở bộ binh theo không và có kế hoạch đánh cho kịp. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Phó Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Khánh trực ban ngày hôm ấy, túc trực tại phòng tác chiến, chốc chốc lại sang nhà rồng báo cáo tình hình mới nhất với đồng chí Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trường Trinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Tổng Tư lệnh Bí thư Quân ủy Trung ương Võ Nguyên Giáp. 11 giờ 50 phút, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Tại sở chỉ huy có mặt Phó Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Khánh, Cục trưởng Cục tác chiến Lê Hữu Đức, Cục trưởng Cục tuyên huấn Nguyễn Trọng Yên và Phó Cục trưởng Cục tuyên huấn Phạm Chí Nhân. Không ai chú ý đến nghỉ ngơi ăn uống. Trích hồi ký, những năm tháng quyết định. Tướng Cao Văn Khánh yêu cầu: Anh Văn chỉ thị phải đem băng ghi âm giọng nói của Dương Văn Minh hôm nay đối chiếu giọng khi Dương Văn Minh tuyên bố nhậm chức hồi 17 giờ ngày 28 tháng 4 năm 1975 để xem có giống nhau không. Tướng Hoàng Văn Thái viết tiếp về diễn biến hân hoan đón nhận tin chiến thắng. Hành lang phòng họp của quân ủy bỗng trở nên chật hẹp hẳn lại. Không biết từ lúc nào, các anh trong Bộ Chính trị và chúng tôi đã từ phòng họp ra cả hành lang. Anh Khánh, một số cán bộ các cục và văn phòng, trực ban tác chiến, tổ cơ yếu thường trực, mấy chiến sĩ công vụ, vệ binh. Tất cả chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên hình thành một cuộc meeting. Già, trẻ, thường phục, quân phục, cấp trên, cấp dưới, mọi người đều hân hoan xúc động. Các anh trong Bộ Chính trị cười nói rất vui. Có người đã nói, thời đại Hồ Chí Minh đã sản sinh ra một lớp người có những bộ óc thông minh, tài giỏi, đáp ứng với sự đòi hỏi của lịch sử. Tướng Cao Văn Khánh là một trong những người như thế, không nhiều trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Nguyễn Giang Hà, nguyên trưởng ban tổng kết của Bộ Tổng Tham mưu, trong bài Nhà Rồng và Bộ Tư lệnh 542 nhận định: Đồng chí Cao Văn Khánh thì văn võ song toàn, dịu hiền, làm việc khoa học, coi trọng các cán bộ có trình độ, y hệt tính cách Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thương lính, yêu quý mọi cán bộ, chăm lo rèn luyện cho cấp dưới. Các bạn, bạn có cảm nhận như thế nào về vị tướng dày dạn trận mặc, Trung tướng Cao Văn Khánh? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn xuống phần bình luận của video và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.